Sau một cái năm mới, chúng ta thấy có cái gì không? Có cái gì đột phá, đột biến hay là không có gì hết rồi? Yeah. Không, tức là có cái gì không là có từ cái này á. Thì tất nhiên là cái cuộc sống bình thường của mình thì mình giữ bình thường tâm thì đạo rồi, nhưng mà sau 3 tuần xong rồi còn cái chữ nào ở trong này không? Hay là cho nó vào trong đây rồi? À, thưa sao ạ? Sau 3 tuần này mình còn chữ nào hay là mình đóng khung mình bỏ tủ để cho đẹp đây? Cái này Nikaya mình có 5 bộ. Mình có 5 bộ, cái này là mình đi vào gọi là trung bộ, coi như là trung đạo luôn, mình đi ở giữa cho khỏe. Mình đây là mình học đến đâu rồi? Đây mày ăn Tết quá giờ cũng quên luôn rồi, không biết là đến đâu nữa. Thôi mình rà soát lại một chút đi xem là mình tới được đến đâu rồi. Bài thứ nhất là pháp môn căn bản là mình học xong rồi đúng không? Cái này là mình học về cái gì á? Pháp môn căn bản. 10 cái bài kinh đầu đó là nói lên căn bản của tất cả các cái pháp môn, tức là chỉ ra cái đường hướng để cho mình có một cái đường đi. Thì pháp môn căn bản là một cái kinh, tuy rằng cái thứ tự thuyết pháp ấy thì nó không phải là cái kinh này đầu tiên, nhưng mà nó là cái nền tảng của tất cả những cái kinh còn lại. Như trước đã nói, những cái kinh sau đó thì nó là triển khai của cái kinh này. Pháp môn căn bản thì chỉ ra hai cái hướng rất rõ rệt, tức là cái quá trình nhận thức của chúng ta, quá trình nhận thức của phàm phu và cái tiến trình nhận thức của một vị thánh. Và phàm phu thì tưởng chi, và tưởng chi thì sẽ dẫn đến là hiểu lầm, hiểu không đúng sự vật, cho nên dẫn đến khổ đau. Và ngược lại đối với bậc thánh thì được gọi là thắng chi, thì thắng chi sẽ hiểu biết sự vật đúng như nó là, cho nên là không có chấp trước và cũng không có bị nó trói buộc, cho nên là sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc. Bài kinh số 2 là tất cả lậu hoặc, là đưa ra cái bài đầu tiên đó là cương yếu, giống như là khái niệm lý thuyết của tất cả các pháp. Thì bài kinh tất cả lậu hoặc này cũng là một cái cương yếu của pháp, nhưng mà nó mang cái tính chất thực hành, tức là chúng ta sẽ thực hành cái con đường đó, thực hành cái để mà loại trừ tưởng chi và đạt được thắng chi như thế nào. Thì thông qua các cái phương pháp đoạn trừ, mà chúng ta còn nhớ là có bao nhiêu phương pháp đoạn trừ không? Dạ đúng rồi, 7 là chi kiến phòng hộ, cam nhẫn thọ dụng, rồi sao nữa? Tránh né diệt trừ, rồi tu tập. Dạ đúng rồi, tu tập là cái cuối cùng, tu tập là cái phương pháp rất là trang nghiêm. Rồi chúng ta tiếp theo một cái bài kinh thứ 3 cũng rất là quan trọng. Mà đúng rồi, nó là bài kinh thừa tự pháp. Đây là cái mà nếu mà Đức Phật mà không chỉ ra thì chúng ta rất dễ mắc phải. Bởi vì sống ở trên cuộc đời này, con người chúng ta sống ở nhất là dục giới này là chỉ có hai thứ thôi. Thứ nhất là danh và thứ hai là lợi. Nếu như mà không cầu danh thì cũng cầu lợi, mà không cầu lợi thì cũng cầu danh. Thì nó sẽ nằm ở cái bài kinh thừa tự pháp này, tức là chỉ cho chúng ta cái con đường đi đúng hướng. Nếu mà chúng ta thừa tự thải Phật, ham hố thải Phật, tức là chúng ta sống vì danh dự lợi dưỡng, sống vì mục đích người khác cung kính cúng dường mình, tôn trọng mình, hoặc là muốn người khác đưa cái bản ngã mình lên, thì tất cả cái đấy nó nằm chung trong cái gọi là thừa tự thải Phật. Thải Phật ở đây không chỉ ở trong kinh này đó, thì cái phần mà nói đến ấy, thì nó nhấn mạnh đến là tài vật ở đây, tức là các cái đồ ăn uống vật dụng. Nhưng mà nói chung tất cả những cái thứ mà của thế gian đó đều có thể liệt vào đó là tài vật. Nếu mà chúng ta tránh được cái xu hướng thừa tự tài vật
mà chúng ta chỉ có tu tập, chúng ta hướng đến pháp, hướng đến tu tập để được giải thoát an lạc, chuyển hóa nội tâm, thì cái đó tức là chúng ta đang thừa tự pháp. Rồi sau này chúng ta học lên cao đẳng, học những cái kinh khác, thì có những cái bài kinh Đức Phật nhấn mạnh rất là rõ. Đức Phật nói rằng là dù cái này thì nói để chúng không phải là chúng ta không có hướng về, nhưng mà tức là chúng ta thấy là Đức Phật nói thậm chí là những cái mà thừa tự tại vật không nói làm gì, thậm chí những cái mà chúng ta lễ bái cung kính Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng cái đó cũng chưa hoàn toàn là chúng ta đã thừa tự pháp của Ngài. Mà thừa tự pháp tức là chúng ta phải học pháp, hành pháp và tu tập để chuyển hóa nội tâm của chúng ta, thì cái đó mới là thừa tự pháp. Tất nhiên cái việc cung kính lễ bái là cái bước rất là quan trọng để chúng ta chuyển hóa nội tâm, để chúng ta làm cho cái tâm của chúng ta nó giống như con ngựa hoang, nó được huấn luyện. Đấy là một cái bước đầu rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta phải vượt qua cái bước đầu đấy, chứ không chúng ta chỉ dừng ở cái bước đầu đó thì nó rất là uổng. Giống như là con ngựa mà chúng ta mới, con ngựa hoang chúng ta mới đưa nó về, mà chúng ta mới xỏ được cái dây cương thôi. Tức là chúng ta muốn thuần hóa nó thì chúng ta phải xỏ cái dây cương để chúng ta có thể ghi nó lại được và chúng ta có thể huấn luyện nó được. Nhưng mà xong cái giai đoạn dây cương rồi mà chúng ta ngưng ở đó, cũng giống như là chúng ta cung kính lễ bái có đức tin, chúng ta ngưng ở đó thì giống như là chúng ta chỉ xỏ được cái dây cương thôi, mà chúng ta bỏ qua những cái giai đoạn còn lại. Tức là chúng ta phải thắng cho nó cái yên, khi có cái yên rồi chúng ta mới cưỡi ngựa được. Khi mà cưỡi ngựa mà thuần thục rồi đó thì chúng ta có thể diễu hành phi nước đại hoặc là du hí bằng con ngựa, là chúng ta thấy là chúng ta mất ba cái giai đoạn rất quan trọng ở sau này. Thì cũng giống như vậy, thừa tự pháp đó là một cái con đường đi mà chúng ta không có thể bỏ qua được. Chúng ta phải rất là lưu ý, bởi vì danh lợi nó rất dễ cuốn trôi chúng ta đi. Sang cái bài kế tiếp là bài sợ hãi và khiếp đảm. Ở cái bài kinh này thì chúng ta biết là ở thế gian chúng ta gặp rất nhiều những cái sự sợ hãi và những sự khiếp đảm. Và đây là cái cách mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta để chúng ta có thể sống được bình an, hạnh phúc. Chúng ta muốn sống được bình an, không lo sợ, không sợ hãi thì tâm của chúng ta phải giữ sạch khỏi tất cả mọi câu uế. Khi mà tâm không khỏi mọi câu uế thì chúng ta có thể dũng mãnh, tự tin mà đi vào tất cả hội chúng mà không sợ bất cứ điều gì. Thì đó là bốn cái bài kinh mà chúng ta đã học qua. Bốn cái bài kinh vừa rồi đó chúng ta thấy là rất là thuần túy, đều là do Đức Phật thuyết pháp. Và phần lớn tất cả các kinh đều do chính tự thân Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà cũng có một số thì do các đệ tử của Đức Phật thuyết giảng. Và cái bài kinh ngày hôm nay chính là một trong những cái ví dụ đó. Cái bài kinh ngày hôm nay thì không phải do Đức Phật thuyết pháp, mà đây là một cái cuộc trao đổi, tức là đối thoại giữa hai cái vị đại đệ tử rất lớn của Đức Phật, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, hai cái vị có thể nói là trí tuệ và thần thông đệ nhất. Và như trong kinh điển Nikaya vẫn nói thì hai ngài giống như là tướng quân của chánh pháp, một bên tả một bên hữu. Giờ chúng ta biết là hai ngài đó, chúng ta học kinh Đại Thừa thì nhiều khi chúng ta thấy là cái vai trò của hai ngài có thể nó, chúng ta thấy là nó không có phổ quát, nhưng mà trên thực tế nếu mà chúng ta đọc trong lịch sử và chúng ta nghiên cứu về đời sống của tăng đoàn của Đức Phật và chư tăng đó, thì chúng ta thấy là hai ngài rất là quan trọng. Qua Đức Phật cũng thấy rất rõ vai trò của hai ngài này, cho đến tận khi mà lúc mà Đức Phật mà tuyên bố là 3 tháng nữa ngài sẽ nhập diệt đó, thì theo cái truyền thống đó, thì hai cái vị đại đệ tử lớn nhất thường thường bao giờ cũng nhập diệt trước Đức Phật. Và khi hay tin Đức Phật quyết định là 3 tháng nữa sẽ nhập diệt đấy, thì hai ngài lần lượt, tức là chúng ta cũng biết cái câu chuyện của các ngài rồi, thì hai ngài lần lượt nhập diệt. Và có một lần mà Đức Phật thăng tòa thuyết pháp đó, ngài giữa một cái hội chúng, lúc đó là Đức Phật tuyên bố rằng là ngài nhập Niết Bàn ấy, cho nên là rất nhiều người muốn đến gần gũi Đức Phật, vì là không còn cái thời gian bao lâu nữa thì sẽ vắng mặt Đức Phật, cho nên đông lắm. Thường thường là hội chúng có thể là chư tỳ kheo chúng ta vẫn thấy là 500 hoặc là 1250, rồi cư sĩ Phật tử kéo đến ít nhất cũng khoảng đôi trăm hoặc là 500. Nhưng mà cái thời pháp đó là rất là đông người hiện hữu, kể cả chư tăng và Phật tử. Nhưng mà khi mà Đức Phật thăng tòa thuyết pháp đó thì ngài
lặng thinh một hồi, Ngài nói rằng là sao hôm nay tự nhiên trống vắng thế vậy. Ngài nói với Ngài Anan là tại sao hôm nay mọi người đi đâu hết, chư tăng và Phật tử đi đâu hết mà ta thuyết pháp sao trống vắng thế này. Thì Ngài Anan ngạc nhiên nói là bạch Đức Thế Tôn, là cái thời pháp này là đông chưa từng có từ trước đến giờ. Thì Đức Phật mới nói rằng là nhìn Ngài nhìn sang hai bên, Ngài nói rằng là thiếu vắng Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất thì ta thấy nó trống vắng, nó không có cái gì cả. Thì chúng ta thấy là cái vai trò của hai Ngài rất là lớn. Chính nhờ có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên điều hành cái tăng đoàn ấy, cho nên là Đức Phật mới có thể được tự do tự tại để đi thuyết pháp, chứ không có Ngài phải điều hành. Chúng ta thấy là ở một cái tổ chức mà bỏ cái thời gian ra điều hành nó rất mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là hai cái vị đó là hai cái vị mà có cái vai trò rất là lớn. Và cái bài kinh ngày hôm nay là cái bài kinh Không Uế Nhiễm, đó chính là cái cuộc đối thoại trao đổi của hai ngài về nói về cái cuộc sống chánh mạng của một tỳ kheo. Không Uế Nhiễm thì chúng ta biết rồi, đó là chúng ta sống, chúng ta tu tập làm sao để cho các cái cấu uế nó không bị nhiễm vào thân và tâm của chúng ta. Thì trước hết chúng ta sẽ đi vào phân tích cái đề kinh. Cái bài kinh ở trang số 39. Cái tên chữ ba, thì đây nó có hai thành phần. Thứ nhất là chữ A. Chữ A thông thường chúng ta biết là chữ Pali mà chúng ta cứ gặp là chữ A hoặc là chữ Ni. Thì chúng ta biết nó là không. Chúng ta biết Nibbana đó, tức là chúng ta biết Nibbana tức là cái gì không? Niết bàn, nhưng mà dịch nghĩa của nó ra là cái gì? Đúng rồi, chữ Ni chúng ta thấy là ở đây vừa nói này, chữ Ni tức là không. Còn Bana nó rất là nhiều nghĩa, tức là không có tham lam, không có giận hờn, không có sân si, nói tóm lại là không có tất cả các cái câu uế. Nibbana tức là thuần túy, không còn cái câu uế gì hết, tất cả mọi lậu hoặc đã được diệt trừ, thì cái đó chính là Nibbana. Và lậu hoặc diệt trừ tức là Niết bàn. Và tương tự như vậy, chữ A ở đây cũng có nghĩa là không. Cái chữ Angana tức là uế nhiễm, khi mà cái luật của Pali thì khi đi vào này thì nó thêm cái phần N thôi. Nó là Angana Sutta tức là A tức là không, Angana tức là bị uế nhiễm, và Angana tức là không còn bị uế nhiễm nữa. Sutta là kinh thì chúng ta gặp nhiều rồi. Và chúng ta cùng đọc cái phần tiếng Anh, phần tuất yếu trang số 39. Angana Sutta. Without blemish, the Venerable Sariputta gives a discourse to the bhikkhus on the meaning of blemish, explaining that a bhikkhu becomes blemished when he falls under the sway of evil wits. Angana Sutta tức là không uế nhiễm, without tức là không, blemish là những cái nhơ, cấu uế hoặc là uế nhiễm, tức là bài kinh không uế nhiễm. Venerable là một trong những cái thuật ngữ mà chúng ta phải biết là chỉ cho tất cả quý thầy, quý cô hoặc là các tỳ kheo. The Venerable tức là tôn giả. Sariputta là Xá Lợi Phất. Gives a discourse tức là giảng một bài pháp thoại. To the bhikkhu là cho các tỳ kheo. Bhikkhu là các tỳ kheo. On the meaning of blemish là về ý nghĩa của tất cả các cái cấu uế. Explaining that, giải thích rằng a bhikkhu becomes, một tỳ kheo trở nên blemished, tức là trở nên bị cấu uế, bị ô nhiễm, tức là không được thanh tịnh đó. When he falls, tức là khi mà bị cấu nhiễm, bị cấu nhiễm không thanh tịnh, khi mà vị tỳ kheo đó bị rơi vào under the sway, tức là vòng xoáy, tức là bị, hoặc là bị lắc lư, tức là bị là danh dự lợi dưỡng, hoặc là tất cả những cái tư tưởng xấu đó nó làm lay động. Evil wish tức là bị rơi vào cái vòng xoáy, cái vòng thao túng của tất cả những cái tư tưởng bất thiện.
Chúng ta cũng có một cái câu gọi là vọng tình, dị tập, chí đạo nan văn. Tức là gì? Tức là những cái mà nó không tốt đẹp ấy thì chúng ta rất dễ tập. Còn chí đạo nan văn tức là những cái chỗ mà tốt đẹp, cái mà tu tập đó thì nó lại rất là khó nghe. À, tại sao nó lại vậy? Những cái tốt đẹp ấy thì chúng ta khó nghe và khó thực hành. Nhưng mà những cái mà nó xấu ấy thì chúng ta dị tập, tức là nó rất dễ nhiễm. Tại sao vậy? Chúng ta biết là chúng ta sống từng này tuổi là chúng ta biết cái nào tốt, cái nào đẹp, cái nào xấu thì đâu có ai ưa đâu. Mà tại sao nó lại có cái câu đó? Dạ, đúng rồi. Bởi vì ấy, cái mà nó xấu ấy, thì nó không cần phải tập tành hết. Cứ chơi cứ vào cái là nó xong thôi. Chứ còn mà cái mà tốt đẹp đó là chúng ta phải nỗ lực lắm mới được. Thậm chí như là cái cảnh giới thiền định rất là tốt đẹp đó, chúng ta thấy là đạt được rồi, chúng ta tu tập mà đạt được rồi đó. Khi mà chúng ta xuất định, chúng ta không thể ở trong định mãi được. Chúng ta xuất định, khi mà chúng ta chưa có thuần thục đó, chưa được như Đức Phật và các vị Thánh Tăng đó, thì chúng ta xuất định thì chúng ta lại cần có một cái công phu nhất định thì chúng ta mới có thể nhập định lại được. Cho nên là mà muốn nhập định được lại đó, chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều. Cho nên là cái nỗ lực đó nó làm chúng ta mệt mỏi, và chúng ta nhiều khi nản. Hoặc là học ở đây chúng ta thấy là học hoài, các thầy nói dài, dài, nói miết nghe cũng muốn ngán rồi mà không thấy cái gì hết. Chúng ta thấy là rất dễ là chán, chán xong rồi bỏ. Mà chúng ta tồn tại được đến hôm nay chắc là phải cho một cái tràng pháo tay. 50 mà chúng ta thấy là mới xong thôi mà thấy vẫn đông đủ mà không có cái gì mà thay đổi như này, đó là một cái chiều hướng rất là tốt đẹp. Như vậy là chắc chắn chúng ta không rơi vào cái câu vọng tình dị tập mà chí đạo nan. Thì tôn giả Xá Lợi Phất giảng cho các tỳ kheo về ý nghĩa của câu uế. Ngài giải thích rằng một tỳ kheo trở nên câu uế chỉ khi mà vị tỳ kheo đấy rơi vào cái dòng xoáy của những cái ước muốn, những cái ước muốn rất là xấu, khi mà trở nên cấu uế là chỉ khi mà chúng ta khởi lên những ước nguyện không tốt đẹp. Thì ở đây cái phần tóm tắt chúng ta thấy là chỉ có Ngài Xá Lợi Phất thôi, nhưng mà trên thực tế thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất giải thích một cách tổng thuyết ngắn gọn đó, thì bắt đầu Ngài Mục Kiền Liên Ngài mới hỏi qua hỏi lại, vấn đáp qua lại, tức là cái này là như thế nào, và hai ngài trình bày qua trình bày lại, thì nhân đó các tỳ kheo nghe và học hỏi. Thì đây chúng ta thấy là nó cũng là triển khai của các cái bài kinh trước thôi, nhất là bài kinh số 1 và bài kinh số 2. Như nó nói bài kinh số 1 là tưởng chi và thắng chi, bài kinh số 2 tức là như lý tác ý và phi như lý tác ý, tức là tác ý đúng hoặc là tác ý sai. Thì cái bài này cũng vậy, khi mà chúng ta rơi vào những cái ước muốn, chúng ta khởi lên những cái ước muốn, tức là chúng ta có một cái tưởng chi hoặc là phi như lý tác ý, thì khi mà phi như lý tác ý đó thì chúng ta sẽ bị thao túng bởi những ước muốn xấu này. Và tất nhiên ước muốn xấu thì sẽ đưa chúng ta đến những cái cảnh giới không tốt đẹp, và ngược lại. Nếu như chúng ta có một cái thắng chi hay là chúng ta tác ý đúng như lý tác ý, thì tất nhiên là tất cả những cái lỗi lầm, những cái ước muốn xấu này tự nhiên nó sẽ rơi rụng, và chúng ta sẽ thoát ra khỏi những cái ước muốn xấu và thoát ra khỏi những kết quả xấu. Thì ở đây bài kinh nhấn mạnh rằng chúng ta phải sống cuộc sống chánh mạng, và muốn sống cuộc sống chánh mạng thì chúng ta phải làm gì? Đó là chúng ta diệt trừ tất cả những ước muốn xấu, tức là diệt ngay từ khi nó còn manh nha ở trong đầu của chúng ta. Rồi chúng ta sang phần tóm tắt. Tóm tắt trang số 39, có 4 hạng người trên đời. Hạng thứ nhất có câu uế mà không tự biết. Hạng thứ hai có câu uế và như thật biết mình có câu uế. Hạng thứ ba không câu uế nhưng không tự biết. Hạng thứ tư không câu uế và biết như thật rằng mình không câu uế. Chúng ta viết thứ nhất này, 4 hạng người này rất là quan trọng.
Trên thế gian có rất nhiều hạng người, nhưng mà chỉ có bốn hạng người này thôi, tức là có câu uế và biết, không biết. Hạng thứ hai là có câu uế và biết. Dạ. Vậy từ nãy giờ viết nó không có luôn à? Dạ, xin lỗi. Dạ rồi, chắc nó khỏe lên luôn này. Dạ không sao, thì chúng ta thấy hạng thứ nhất là có câu uế, chúng ta theo dõi ở trong sách. Có câu uế mà không tự biết. Hạng thứ hai, có câu uế mà như thật biết mình có câu uế. Không câu uế nhưng không tự biết. Không câu uế và biết như thật mình không câu uế. Thì chúng ta thấy là nó chia ra làm hai phạm trù, một hạng là biết và hạng không biết. Thì trong bốn cái hạng người này, chúng ta thấy là hạng người nào là đáng được khen? Trong bốn cái hạng này đó, thì chúng ta thấy là thứ nhất này, có câu uế mà không tự biết, hạng này có đáng khen không? Không. Có câu uế và như thật biết mình có câu uế, hạng này thì sao? Xài được đúng không? Không câu uế nhưng không tự biết. Không câu uế mà. Đúng rồi, nè. Này không câu uế và biết mình không câu uế. Hàng này xài được không? Hàng này thì tốt quá rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy là nó lại quay trở lại là chúng ta thấy là cũng ăn thua ở chữ biết thôi. Chữ biết thì chúng ta thấy là biết tưởng chi, biết thắng chi, hoặc là biết như thật, như lý tác ý, hoặc là không biết như thật là phi như lý tác ý. Trong đạo Phật tất cả đều nằm ở cái chữ biết. Nếu như mà chúng ta đau khổ nhất cuộc đời, tức là chúng ta không biết. Không biết chúng ta có đi tới các cái tu viện độc uyển của sư ông Làng Mai chưa? Và chúng ta thấy có cái gì đặc biệt nó mà nó giống giống như này không? Nó có một cái bảng treo, tức là ông có viết một cái câu là con đã tìm thấy con đường rồi. Không biết chúng ta để ý có thấy cái chỗ đó. Chưa đi à? Tức là có một cái câu cũng rất hay, nó rất là đơn giản thôi, giống như cái văn phong ở trong Nikaya ở đây thấy Đức Phật dùng cũng rất là đơn giản. Có câu uế không tự biết, hoặc là có câu uế mà tự biết, thì sư ông cũng dùng cái câu rất là đơn giản, tức là con đã tìm thấy con đường rồi. Chúng ta thấy là cái đau khổ nhất cuộc đời là cái mà chúng ta không biết. Khi mà hoặc là chúng ta đi mà chúng ta không biết đường đi thì chúng ta không có biết đi đâu, nhưng mà khi mà chúng ta biết con đường rồi đó thì chúng ta cất bước đi là chúng ta sẽ có thể tới đích. Hoặc là không tới đích nữa, ở trong ngạn ngữ nước ngoài, không biết ngạn ngữ nước nào đấy, có một cái câu tức là hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là lúc mà chúng ta còn đang đi trên con đường đó, chứ không phải là nó là tới đích. Cho nên chúng ta biết được con đường, chúng ta cất bước đi rồi, thì hạnh phúc nó nằm ngay tại đó. Không nói gì ở trong Đạo Phật, chúng ta thấy là ở ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều lúc chúng ta thấy là cứ nói rằng là không biết không có tội, nhưng mà trên thực tế, không biết là một cái tội rất là lớn. Chắc lần trước có cái ví dụ rồi, giống như cái ví dụ hòn than đấy, chúng ta còn nhớ đúng không? Chúng ta thấy là nó rất là nóng, mà chúng ta nói là chúng ta không biết, chúng ta cứ chạm vào thì chúng ta sẽ phỏng tay thôi. Đó là cái chuyện thế gian mà chúng ta thấy là không biết là nó cũng đã tai hại như vậy rồi. Không biết là chúng ta có nghe cái câu chuyện của ông Fiorello LaGuardia không? Cái ông thị trưởng New York mà nó cách đây từ cái thập kỷ thế 19 ấy, không biết là chúng ta có nghe cái câu chuyện cái ông thị trưởng mà ông có một cái phiên tòa xử một cái bà già đánh cắp ăn cắp á, chúng ta có nghe cái câu chuyện đó rồi không?
Thì cái câu chuyện đó cũng ngắn gọn thế này thôi. Cái thời thập kỷ thứ 19 ấy, có một thời kỳ nước Mỹ bị đau, tức là rất là nghèo đói, con người ta không có ăn. Thì có một cái bà già này, tức là có hai cái đứa cháu mà ba mẹ nó thì cũng không còn nữa, mà nghèo đói lắm, không có cái gì ăn cả. Mà hai đứa cháu thì nó bệnh, nó đói, không có cái gì ăn. Nên bà ấy đi xin ăn, nó đói nghèo quá, thế nên không ai cho gì hết. Đến lúc mà cháu đói quá thì bà thương, thương mới rình rình đánh cắp hai cái ổ bánh mì đem về cho cháu ăn. Thì không may là khi mà bị đánh cắp như vậy thì bị người ta phát hiện. Khi mà bị phát hiện như vậy thì họ thưa kiện và cái bà này bị bắt. Bị bắt ấy, thì đến lúc mà ra tòa mà xử đó thì ở tại phiên tòa đó thì cái ông thị trưởng đó là cái người chủ tọa luôn. Thì khi mà xử như vậy thì ông ấy hỏi rất là rõ ràng, ông hỏi là có phải là bà đã đánh cắp hai cái ổ bánh mì này không? Thì bà này bà xác nhận là có. Thì bà ông này ông nói là như nếu như mà theo cái luật rất là rõ ràng không có chừa một ai hết, thì nếu như mà bà có ăn cắp thì phải xử phạt. Mà bây giờ cái mức án của bà đó là thứ nhất đấy là phải 10 ngày tù và phải bồi thường, hoặc thứ hai là bà phải trả cho công này 10 đô, tức là cái bánh mì hồi đấy nó có mấy chục sen thôi mà phải trả 10 đô. Thì bà này bà mới nói rằng là nếu như mà tôi có 10 đô đó thì không có việc gì tôi phải đi đánh cắp cái ổ bánh mì đó, cho nên là thôi tôi phải chọn cái phương pháp là ngồi tù. Thì ông này ông mới ông nghe xong thì ông lập tức là ông ấy ngả cái mũ xuống và ông ấy rút ra 10 đô, ông bỏ vào đấy, ông nói rằng là cái 10 đô này là bà đã nộp phạt xong, bà không phải ngồi tù. Và ông ấy sai cái người bên cạnh đó là cầm cái nón đi, ông nói là xuống thu mỗi người 50 sen. Thì mọi người mới ngơ ngác, mọi người là tại sao mà lại thu của chúng tôi, tức là ông nói là phạt mỗi người 50 sen. Thì mọi người ngơ ngác bảo là tại sao mà chúng tôi đến đây chúng tôi hearing, chúng tôi nghe thấy có cái gì đâu, chúng tôi có phạm cái tội gì đâu mà phạt chúng tôi 50 sen. Thì ông ấy nói rằng là phạt vì cái tội là vô tâm, tức là không biết, để cho một cái bà già rất là lớn tuổi như vậy mà đói nghèo như vậy và phải đi trộm hai cái bánh mì để nuôi hai cái đứa cháu của mình, là phạt cái tội là cái tội không biết, cái tội vô tâm. Thì lúc đó thì tất cả ai khi mà nghe ông phán quyết như vậy thì ai cũng đồng ý hết, cũng đều nộp 50 sen, 50 sen, và cuối cùng thu được là bà có gần 50 đồng. Tức là ngoài cái 10 đô của ông ấy phạt, tức là bà được miễn rồi, bà thu được thêm 50 đồng nữa. Chúng ta thấy là đây là một cái rất là nhân bản, nhất là nhân văn của cái nước Mỹ này. Thì đó là chúng ta thấy là cái tội vô tâm của nước Mỹ là những người xung quanh không hề biết cái bà này mà cũng còn có tội. Chúng ta đừng nói là không biết không có tội mà chúng ta chối đi, thì đó là cái mà chúng ta sẽ phải, khi mà cái cấu uế nó xâm nhập vào tâm mà chúng ta nói không biết ấy thì không có thể được. Bởi vì khi mà nó xâm nhập thì nó sẽ hoành hành, nó sẽ giống như là những cái con virus mà nó vô rồi, thì chúng ta thấy là nếu như không có thuốc chữa thì chúng ta thấy là cái sự nguy hiểm giống như virus corona bây giờ. Thì với bốn cái hạng người và biết và không biết đó, thì hạng người biết bao giờ cũng tốt hơn. Có cấu uế mà không tự biết thì cái cấu uế nó ngày một nặng nề hơn. Và nếu như mà có cấu uế mà như thật biết đó, thì chúng ta khi mà biết như vậy đó thì tự nhiên là chúng ta có một cái ước nguyện là chúng ta muốn đoạn trừ đó. Bởi vì chúng ta biết rất rõ rằng là cái anh này là anh xấu, cho nên là chúng ta dù ít dù không chúng ta cũng có một cái ý muốn là chúng ta không ai là cái người mà chúng ta muốn chúng ta xấu cả. Cho nên ít nhất là chúng ta cũng có cái ước nguyện đoạn trừ. Khi mà có ước nguyện như vậy, có đủ điều kiện là chúng ta sẽ thực hiện được. Và còn cái hạng thứ ba là không cố ý nhưng không tự mình biết, thì cái hạng này là cái người tốt, nhưng mà cái cấu uế chúng ta thấy là nó có thể đến bất kỳ lúc nào. Nó giống như một cái đứa trẻ nó mới sinh ra thì nó cũng đâu có biết gì đâu, không hề có một cái cấu uế gì hết, nhưng mà nếu mà không tự biết không tự tu thì khi mà lớn lên đó thì nó sẽ nhiễm 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 và nó trở thành là người đầy rẫy những cấu uế. Và hạng thứ tư là không câu uế và biết như thật mình không câu uế, tức là người tốt và biết mình tốt. Mà khi mà biết tốt như vậy đó thì cái tốt nó sẽ double lên, nó sẽ được nhân lên. Vì biết tốt rồi thì người ta sẽ, tất nhiên là biết cái tốt thì sẽ biết cái xấu, và khi mà biết mình đã biết là mình đang là tốt rồi thì không ai muốn trở thành một cái người xấu. Thì đó là bốn cái hạng người. Và ở cái đoạn tiếp theo Đức Phật đưa ra một cái ví dụ cũng rất là hay, chắc để đọc luôn.
Tiếp theo ở ngay sau số 4 đó, cái phần đầu thì chúng ta cũng đã phân tích rồi, trong hai hạng có cấu uế, hạng tự biết hơn người không tự biết, vì khi có cấu uế mà không tự biết, vị ấy sẽ chết mang theo những cấu uế còn nguyên vẹn. Nếu là chúng ta không biết đó thì chúng ta không có khởi cái tâm mà đoạn trừ, thì chúng ta sẽ mang đầy đủ theo nó mà nó không có vơi đi một chút nào cả. Nhưng nếu tự biết còn cấu uế, vị ấy sẽ khởi lên ước muốn tinh tiến diệt trừ cấu uế và sẽ từ trần với tâm không còn ô nhiễm. Tức là khi mà có cấu uế nhưng mà biết ý, thì chúng ta muốn đoạn trừ, và khi mà muốn đoạn trừ thì chúng ta sẽ dần dần làm cho nó trong sạch. Thì Đức Phật ví dụ hai cái hạng người này là giống như cái bát dơ này. Như người có cái bát dơ lại bỏ quên nó vào nơi bụi bặm thì cái bát càng ngày càng dơ. Ngược lại, nếu thấy bát dơ chủ nhân đem lau chùi không để vào nơi bụi bặm thì bát sẽ càng ngày càng sáng. Nên là nếu mà không biết, đây là cái hạng câu uế đó. Hạng câu uế thì giống như cái bát dơ, mà chúng ta không biết mình câu uế đó thì sẽ càng ngày nó càng câu uế hơn. Còn lại, ngược lại, nếu như mà chúng ta biết nó là dơ thì chúng ta lau chùi nó sẽ sạch sẽ. Hạng thứ hai là cái đoạn tiếp theo, thì ngược lại là cái hạng không câu uế. Thì chúng ta cũng phân tích rồi, hai hạng không câu uế cũng vậy. Hạng không câu uế nhưng không tự biết một cách như thật là mình không câu uế thì có thể có lúc do tiếp xúc sắc đẹp mà nổi tham, quên quán sát bất tịnh, gọi là tư niệm tịnh tướng, và từ đó tham sân làm ô nhiễm tâm vị ấy, như một cái bát sạch mà chủ nhân không biết dùng lại liệng nó vào chỗ bụi bặm thì dần dần nó sẽ thành bát dơ. Thì cái người này là cái hạng mà thuần túy, tức là trong sạch và là cái hạng người thiện, nhưng mà không biết mình thiện đó thì chúng ta sẽ có thể trở thành người bất thiện bất cứ lúc nào. Và trong nhà thiền thì chúng ta có một cái câu chuyện thì chúng ta cũng nghe rất là nhiều rồi, là có một cái vị sa di đó tu, ông thầy ông giữ kỹ lắm, nên là chỉ ở trên núi thôi, không cho tiếp xúc với lại thế gian, thì anh ta không biết con gái là cái gì hết. Tu thì ở trên núi thì mọi thứ ok lắm, không vấn đề gì hết. Ông thầy luôn luôn nạt là đừng có bao giờ nói chuyện với con gái. Con gái là cái gì? Ông chỉ bảo đó là hổ, nó dữ lắm. Đến lúc mà ông xuống núi, ông nhìn thấy con gái dễ thương, có bảo ô hổ mà dễ thương thế này thì nó dữ thế này thì cũng được, không sao cả. Chúng ta thấy là đó là cái mà chúng ta, cái tâm rất là thuần túy, rất là thiện đó, nhưng mà chúng ta không biết. Ông thầy ông giấu, ông nói là con gái nó giống như hổ, nó dữ lắm, nhưng mà ông nhìn thấy hổ nó không có dữ tí nào cả. Đó là không biết đó. Thì nó sẽ bị nhiễm rất là nhanh, thì giống như cái cỏ mà nó bị đè nén á, thì nó sẽ bật lên rất nhanh. Cho nên mặc dù mà chúng ta không có tâm nhiễm ô mà chúng ta không biết đó, thì cái đó chúng ta cũng có thể trở thành nhiễm ô bất cứ lúc nào. Ngược lại này, người không câu uế và như thật tuệ chi mình không câu uế. Thì sẽ không tư niệm tịnh tướng, luôn quán bất tịnh, nên tham không làm ô nhiễm tâm vị ấy. Vị ấy sẽ từ trần với tâm không còn ô nhiễm, như chủ nhân một cái bát sạch, nhờ biết nó sạch nên siêng lau chùi, giữ gìn, không để nó lẫn lộn với rác rưởi. Thì khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, giống như cái viên ngọc đó, chúng ta thấy là chúng ta càng mài giũa thì nó càng sáng láng, mà nó càng trở thành một cái đồ tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta vứt lăn vứt lác vào đấy thì nó chảy xước hay cái gì đó thì nó không có trở nên quý nữa. Chúng ta mà tu tập, chúng ta biết mình thanh tịnh, mà chúng ta càng nỗ lực tu tập hơn, càng mài giũa nó hơn, thì nó sẽ trở nên ngày một trong sáng. Ở đây chúng ta thấy là vậy thì chúng ta trong bốn hạng người này, chúng ta nên gần gũi hạng người nào nhất? Chúng ta có thể gần gũi nhất là chúng ta tất nhiên là hạng thứ tư rồi, và tức là những cái hạng mà chúng ta có thể gần gũi được là hạng nào? Dạ đúng rồi, hạng thứ hai và hạng thứ tư. Ở đây chúng ta có nghe cái bài kinh Thủy Dụ bao giờ chưa? Cái bài kinh Thủy Dụ á, thì Đức Phật có chia ra cái cuộc đời này có năm hạng người. Thì nó cũng gần tương tự như đây thôi, nhưng mà nó chi tiết hơn một chút. Năm hạng người ở đây tức là gì? Tức là nói về thân và tâm của chúng ta. Thì cái hạng người thứ nhất này chúng ta có thể ghi hoặc là chúng ta nhớ được. Cái hạng người thứ nhất đó
là hạng người là thân ác, tức là hành động ác, đã làm bất kỳ cái gì cũng ác, thân ác và tâm cũng ác luôn. Nên là cái thân là luôn luôn làm việc ác, miệng thì chửi rủa người ta, thân thì đánh, tức là tay chân thì đánh đập người ta, rồi đó là hành động bên ngoài. Và khi mà xét đến cái tâm ý, tức là xét thân và tâm nó có hai mặt, con người ta có hai mặt thôi, thì xét về thân đó, thì luôn luôn làm ác, và xét về tâm cũng vậy, luôn luôn nghĩ ác, thì đó là cái hạng người thứ nhất. Thì cái hạng người này chúng ta thấy là có nên gần gũi không? Nói không thì cũng từ từ, để chúng ta đi qua năm hạng người. Rất khá là không. Rồi bây giờ hạng người thứ hai là hạng người làm sao? À đúng rồi, thân thì làm ác, nhưng mà tâm thì không ác lắm. Thì cái hạng người chúng ta thấy là giống như là mình vẫn nói là khẩu xà mà tâm Phật đó. Nhưng mà chúng ta đừng viên cái cớ đó về chúng ta thấy là chúng ta nói à ta khẩu xà tâm Phật, chúng ta chửi rủa tùm lum mà chồng con rồi vợ con hay cái gì đó, xong rồi nói là à ta khẩu xà nhưng mà tâm ta không ác là không được. Thì tâm sinh thì tướng là hiện, chúng ta đừng có viên cớ. Cuộc đời này chúng ta thấy là hay lẩn tránh, hay viên cớ đó. Nếu con người ta chưa giải thoát giác ngộ đó thì cái thân và cái tâm nó luôn luôn đi với nhau. Khi mà cái miệng của chúng ta mà nói lời ác á, thì cái tâm của chúng ta nó cũng nghĩ ác, cho nên là chúng ta không có thể viên cớ được. Là chúng ta học Phật là chúng ta không có đổ thừa một cái gì hết, cái gì nó cũng liên quan với nhau hết. Thì hạng thứ hai là thân ác và tâm thì không ác, hạng này được không? À thì cũng xài đỡ. Rồi hạng thứ ba là thân không ác nhưng mà tâm ác. Cái hạng này tức là ngoài mặt ấy thì trong truyện Kiều mình gọi là cái gì? Thâm độc. Trong truyện Kiều mình Nguyễn Du có cái câu là gì? Ngoài mặt thì thơm thớt nói cười, trong tâm thì nham hiểm chứa đầy dao găm đó. Cái hạng người này là chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. À đúng rồi đấy. Cái người này là giết người không dao đó, tức là chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. Cái hạng thứ hai đó là thân ác mà tâm không ác ấy, thì nhiều khi nó đánh mình chảy ra sướt mặt ấy thì cũng không sao, nó cũng lành lại được. Nhưng mà cái hạng thứ ba này là rất là nguy hiểm. Rồi hạng thứ tư là cái gì? Hạng thứ tư. Mình có cái gì nhỉ? Thân ác, tâm ác, rồi thân ác, rồi tâm không ác, tâm ác và thân không ác, đúng không? Mình có thân khẩu ý mình rồi. Bây giờ đúng rồi, bây giờ là còn cái hạng thứ sang hạng thứ tư đúng không? Hạng thứ tư là gì? Tức là xin lỗi, cái đầu tiên là thân ác và mình có thân khẩu ý, xin lỗi, nhớ lộn, tức là thân ác và khẩu ác. Cái hạng thứ nhất là thân ác khẩu ác, xin lỗi, tức là cái mình có ba nghiệp thân khẩu ý mà, tức là thân làm ác nhưng mà miệng cũng nói ác luôn. Hạng thứ hai là thân ác nhưng mà khẩu không ác. Hạng thứ ba là thân không ác khẩu ác. Một hồi cho cẩn thận lẫn lộn thôi. Rồi đến hạng thứ tư là cái gì? Chưa, còn nữa, còn ý nữa mà. Tức là thân ác, khẩu ác, nhưng mà ý không ác. Hạng thứ tư nữa. Hai cái đầu tiên tức là thân với khẩu thôi. Và hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba là có thân và khẩu. Hạng thứ tư là thêm ý nữa, tức là mình xét là cái người đó là thân ấy, thì cũng thấy ác. Mà thấy là ác như vậy là không ổn rồi. Bây giờ mình xét đến cái lời nói, mình cũng thấy ác luôn. Nhưng mà mình xét đến cái ý của họ là thấy là cũng sao? Tức là để đi lại cái đầu không nó lẫn lộn này. Lâu quá không nhắc cái đấy nó quên. Tức là thân nói ác, khẩu ác. Rồi hạng thứ hai là thân không ác, khẩu ác. Không có cái bảng đây viết nó đâm ra đấy. Tức là cái gì? Thứ nhất là thân ác, khẩu ác,
Rồi thứ hai là thân ác khẩu không ác. Thứ ba là thân không ác và khẩu thì ác. Rồi hạng thứ tư là chúng ta xét thấy thân cũng ác rồi khẩu cũng ác nhưng mà được cái ý không ác lắm. Là hạng thứ thứ mấy rồi? À, rồi hạng thứ tư là chúng ta xét thân, xét khẩu xong, chúng ta thấy ác rồi. Nhưng mà chúng ta xét đến ý thì cũng thấy là hạng này cũng ác luôn. Đó là hạng thứ tư. Năm. Dạ. Cái bốn ấy, bốn là cái ở trong bài mình thôi, còn cái kinh thủy dụ là có năm. Dạ, cái đấy là cái thứ năm. Dạ. Thân ác, khẩu ác và khí ác, ý ác luôn. Dạ. Hạng thứ nhất là thân ác, tâm ác. Thứ hai là thân ác, tâm không ác. Thứ ba là thân không ác, tâm ác. Và hạng thứ tư là thân khẩu, thân tâm đều ác luôn. Được chưa? Như thân ác, tâm ác là một này. Thân ác, tâm không ác là hai này. Thân không ác, tâm ác là ba. Thân tâm đều ác là bốn, tức là thân khẩu ý đó. Như vậy cho dễ đi. Rồi hạng thứ năm tức là thân tâm đều ác cho nó dễ. Dạ đúng rồi. Thì nó cũng giống như đây, trên thực tế nói 4 nói 5 thì cũng giống nhau thôi. Thì chúng ta thấy là trong, để nói xem là chúng ta nên thân cận cái hạng nào để chúng ta biết thôi. Tức là nếu như mà trong cái năm hạng người trong kinh thủy dụ đó thì hạng đương nhiên là hạng thứ năm. Và trong cái bài kinh này thì là hạng thứ tư là cái hạng mà chúng ta gần gũi. Thì chúng ta thấy đây là một cái cách để chúng ta sống ở cuộc đời này, tức là chúng ta thấy cuộc đời này rất nhiều hạng người, nhờ hai cái bài kinh này để chúng ta biết, để chúng ta được có thể sống an vui giữa cái cuộc đời này. Bởi vì khi mà chúng ta thấy là chúng ta có thể sống bất cứ ở trong hoàn cảnh nào được mà không có sợ hãi, không có phải phiền muộn gì đó, bởi vì những cái người ác là rất là nhiều mà chúng ta luôn luôn tiếp xúc với họ mà chúng ta không biết cách đó thì phiền não nó sẽ khởi lên. Thì cái cách mà Đức Phật dạy đối với lại cái bài kinh này và cái bài kinh thí dụ đó thì Đức Phật nói rằng là chúng ta chơi với người nào đó, chẳng hạn như là thấy mà cái thân họ làm ác đó thì chúng ta chú ý đến cái tâm của họ, chúng ta đừng có để ý cái thân của họ. Thì chúng ta thấy là ở thằng này nó, cái đứa này nó ác như vậy thôi nhưng mà cái tâm nó cũng còn thuần thiện, thì chúng ta thấy là ở cái lý do đó chúng ta cũng còn chơi được, chúng ta còn hòa đồng được. Và cái hạng người thứ hai ngược lại, chúng ta thấy là cái thân, cái lời nói nó ác đấy nhưng mà cái tâm, tức là cái thân nó thì nó làm những toàn những việc tốt đẹp, thì chúng ta đừng để ý đến cái tâm nghĩ ác đó. Mặc dù là nó có những cái ác ý đó nhưng mà khi mà nó làm việc ấy, nó làm cái gì đó thì nó lại rất là tốt đẹp, thì chúng ta chú ý về cái phía đó. Và cái hạng người thứ 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 ba đó, chúng ta thấy là khi mà chúng ta chú ý đến cái thân thấy nó cũng làm ác, chú ý đến cái lời nói cũng thấy nó chửi rủa người ta, không có nói lời dễ nghe. Rồi mình cố gắng mình moi mót xem là cái tâm của nó có tốt không, rồi cuối cùng tâm nó cũng ác luôn. Rồi thì hạng người này thì chúng ta làm sao? Nếu mà tránh xa như vậy thì nhiều khi hôm nay chúng ta tránh được nhưng mai không tránh được thì sao? Nhỡ không tránh được thì sao? Chẳng hạn như Đức Phật, mà gặp phải Đề Bà Đạt Đa là cái người mà luôn luôn đối nghịch với Ngài, cái nhân duyên nghiệp báo nó đưa đến, chúng ta không tránh được thì chúng ta làm sao? Dạ đúng rồi. Là cái người bình thường đó, hoặc là chưa có khả năng đó, thì chúng ta phải dùng kế thứ 36, chúng ta bỏ chạy. Nhưng mà chúng ta thấy là một cái người Phật tử đó thì chúng ta phải lựa. Bởi vì nếu mà đó là cái cơ hội để chúng ta có thể tu tập, hoặc là chúng ta uyển chuyển, chúng ta vận dụng những cái giáo lý của chúng ta để chúng ta chuyển họ. Mà cái quan trọng nữa thì chúng ta phải nghĩ như thế này này. Bởi vì chúng ta sống ở đây ấy, là tất cả chúng ta đều có duyên với nhau. Khi mà có duyên với nhau đó thì cái người đó chưa biết đâu có thể họ là cái người thân của chúng ta từ kiếp nào, kiếp trước hay là thậm chí đời này đó. Nhiều người là bà con anh em với nhau nhưng mà đâu có nhận được nhau đâu. Mãi đến gần cuối đời thì mới phát hiện ra ta
với những người đó là người thân, họ hàng. Cho nên là chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta nếu mà có khả năng tu tập thì chúng ta phải mạnh mẽ, chúng ta phải nghĩ là chúng ta phải chuyển hóa họ, bởi vì nếu mà chúng ta không khéo léo chuyển hóa họ thì biết đâu trong một cái nhân duyên nào đó họ không hại được mình thì họ hại những người thân mình. Cho nên là chúng ta phải phát cái tâm từ bi, gọi là đi vào đời để cứu cuộc đời là như vậy đó. Nhưng mà phải xét khả năng, nếu mà chúng ta chưa đủ thì chúng ta phải dùng kế thứ 36. Nói chung là chúng ta không có đi xa quá thì nó hơi lẫn lộn này, nó rồi chúng ta tiếp ở trang số 41. Do vậy trong bốn hạng người thì hai hạng người có biết là hơn hai hạng kia, thì cái đó chúng ta biết rồi. Đây là cái đoạn tiếp theo, cái đoạn này liệt kê tất cả những cái câu uế. Chúng ta thấy là trên cuộc đời này có rất nhiều các cái câu uế, nhưng mà tiêu chung lại thì chỉ có như thế này thôi. Tiếp đến Tôn giả kể ra những gì gọi là câu uế nơi tỳ kheo. Đó là các suy tư bất thiện liên hệ đến dục, như vị tỳ kheo nổi lên phẫn nộ, bất mãn khi thầm mong nhiều chuyện mà toàn gặp chuyện trái lại. Khi có phạm giới, thầm mong đừng ai biết, mong các tỳ kheo quả trách mình tại chỗ kín đáo, đừng công khai. Nếu bị cử tội công khai, mong người quả trách phải là người ngang hàng. Tại giảng đường thầm mong Phật hỏi mình nhiều lần. Ở đây cũng giống như mình đến chùa Bồ Đề Phật Quốc, mình mong là thầy Huyền Châu phải chú ý đến mình một chút. Làm cái gì mà cô thế này thế kia, mà thấy gọi cô này mà mình cũng thấy mình cũng quan trọng như vậy mà không gọi là chúng ta thấy là cái mặt nó cũng buồn buồn rồi đó. Chúng ta nhiều khi cũng phải hoan hỉ cho quý thầy, nhiều khi công việc nó nhiều quá thì gặp người này vội vội chạy đi không kịp nói với chúng ta thì cũng hoan hỉ một chút. Đừng hỏi ai khác vào xóm khất thực, thầm mong chúng tỳ kheo để mình dẫn đầu, thầm mong được chỗ tốt nhất, thực phẩm tốt nhất, mong các tỳ kheo để cho mình phát biểu sau khi ăn xong tại nhà gia chủ. Tức là sao? Cái truyền thống, đây là một cái cách mà sinh hoạt thời xưa của Đức Phật đấy. Thường thường khi mà có gia chủ mời đến thỉnh đến dùng ngọ chai đó, thì sau khi dùng ngọ chai thì bao giờ các thầy cũng thuyết pháp để cho đại chúng sinh hoan hỷ. Nói chung là cái này không nhất định là phải thế, chúng ta cũng tùy nghi thôi, chúng ta có những cái thời pháp riêng biệt rồi. Khi đại chúng nhóm họp trong tinh thần, trong tinh xá, thầm mong họ mời mình thuyết pháp cho chúng tỳ kheo, tức là mình phải là cái người giống như là quan trọng đó và giỏi, tức là như vậy, tức là mình phải là giỏi hơn người khác mới được mời. Tỳ kheo ni, nam hoặc nữ cư sĩ, thầm mong được chúng tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ tôn trọng lễ bái cúng dường mình, chứ không phải ai khác. Cái này cũng hơi kẹt đó, chỉ mong cho mình thôi thì cũng phiền lắm. Thầm mong mình được tứ sự cúng dường loại tốt nhất. Thì đó là tất cả những mong mỏi như trên cùng với sự bất mãn, phẫn nộ do cái khổ cầu không được đều gọi là câu uế, là cảnh giới của dục. Thì chúng ta thấy là trong cái phần toát yếu, Ngài Xá Lợi Phất nói cũng rất rõ, chúng ta trở nên câu uế hay trở nên lầm lỗi là bởi vì chúng ta có những ước muốn xấu, và những cái ước muốn xấu ở đây được liệt kê ở đây. Thì chúng ta đếm xem có bao nhiêu cái ước muốn xấu à. Chúng ta có thể ghi lại là có 19 tất cả. Mười chín cái câu uế này không phải là bao gồm hết, nhưng mà nó đại diện cho tất cả những cái câu uế, tức là nó nói chung. Và đây là những cái chúng ta thấy là phần lớn nó đưa đến danh dự và lợi dưỡng mà thôi. Và trong 19 cái câu uế này nó được chia ra làm 5 nhóm. Chúng ta có thể chia ra này. Đây là tất cả tiếp đến tôn giả kể ra những gì gọi là câu uế nơi tỳ kheo. Đó là các suy tư bất thiện liên hệ đến dục, như vị tỳ kheo nổi lên phẫn nộ bất mãn khi thầm mong nhiều chuyện mà toàn gặp chuyện trái ý. Thì đây là những cái mà liệt kê này. Cái thứ nhất này, khi có phạm giới thầm mong đừng ai biết, tức là chúng ta giống như chúng ta phạm lỗi mà chúng ta thấy là đừng mong cho ai biết để chúng ta thấy là chúng ta là cái người mà hoàn hảo. Thứ hai này, mong các tỳ kheo quả trách mình tại chỗ kín đáo, đừng công khai. Tức là lỡ mà có bị ai thấy đó thì nó
thôi đừng 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 có mà bêu diếu tao ra, tức là nói nhỏ nhỏ thôi để góp ý riêng thôi. Rồi cái thứ ba này, nếu bị cử tội công khai, mong người quở trách phải là người ngang hàng mình chứ không phải là người nhỏ hơn. Cái này là cái tự ngã cũng rất là cao. Chúng ta thấy là nhiều khi đó có những cái mà chúng ta gặp những cái vị tỳ kheo nhỏ hơn mình mà giỏi hơn mình, nhưng mà chúng ta lớn đó, chúng ta chưa có trình độ, chúng ta hay bị cái tự ngã hoặc là tự mãn, chúng ta không có muốn đến học. Chúng ta không muốn học thì cái đó là cái thiệt thòi. Thế chẳng hạn ví dụ như mà thời xưa có những vị là thánh tăng đã đắc đạo rất là sớm, tức là rất là trẻ mà có cái khả năng thuyết pháp rất là giỏi, nhưng mà có một số các chúng ta chắc đi hết cái bài này luôn, xin thêm mấy phút nữa. Chúng ta tạm thời biết là có 19, thì chúng ta thấy là cái vấn đề thứ nhất đó, ba cái vấn đề đầu ấy là cái phạm trù thứ nhất là vấn đề về giới, thì có số 1, số 2, số 3. Rồi tại giảng đường, bắt đầu từ tại giảng đường, thầm mong Phật hỏi mình nhiều lần, đừng hỏi ai khác, vào xóm khất thực, thầm mong chúng tỳ kheo để mình dẫn đầu, thầm mong được chỗ tốt nhất, thực phẩm tốt nhất. Rồi mong các tỳ kheo để cho mình phát biểu sau khi ăn xong tại nhà gia chủ, vân vân. Thì cái đó là nó thuộc cái nhóm là mong mình là cái người quan trọng nhất. Nhóm thứ nhất thuộc về giới, nhóm thứ hai là mong mình được quan trọng nhất. Và bắt đầu tiếp theo, đấy là từ 4 đến 7 đó. Và cái từ 8 đến 11 là khi đại chúng nhóm họp trong tinh thần, trong tinh xá, mong họ mời mình thuyết pháp cho chúng tỳ kheo ni nam nữ cư sĩ, thầm mong chúng tỳ kheo nam ni cư sĩ tôn trọng lễ bái cúng dường chứ không phải ai khác. Tức là từ 8 đến 11, tức là mong được tôn trọng về pháp. Cái trước ấy thì cũng qua, tức là cũng được tôn trọng, nhưng mà tôn trọng thực phẩm, tức là về vật chất thôi. Còn cái 8 đến 11 này tức là được tôn trọng về pháp. Và còn lại từ số 12 đến 15, từ 8 đến 11 cho đến 12 đến 15 thì đều là được mong tôn trọng về pháp. Là khi đại chúng, làm lại này, trang đầu tiên của trang 42, khi đại chúng nhóm họp trong tinh xá, thầm mong họ mời mình thuyết pháp cho tỳ kheo ni cư sĩ, thì cái đó là 8 đến 11 là tôn trọng về pháp. Rồi 12 đến 15 tức là mong được cung kính, là cái đoạn từ thầm mong cư sĩ tỳ kheo ni nam tiếp theo đó, cũng lễ bái cúng dường mình đó, chứ không phải ai khác. Còn trên là thuyết pháp, dưới là cúng dường. Cái đó là 12 đến 15. Và cái cuối cùng là thầm mong được tứ sự cúng dường loại tốt nhất, tức là 19. Tạm thời chúng ta, nó thiếu thời gian, nhưng mà chúng ta tạm thời chúng ta biết là có 5 nhóm. Nhóm thứ nhất là thuộc về giới, nhóm thứ hai là quan trọng, mình quan trọng về cái phần vật chất, nhóm thứ ba là được tôn trọng về pháp, và thứ tư là được cung kính lễ bái, và thứ sáu là mong được tứ sự cúng dường đầy đủ nhất. Thì đó là tất cả những cái đưa chúng ta đến cấu uế. Và Đức Phật, cái đoạn còn lại thì không có gì cả. Đức Phật nói rằng là nếu như mà chúng ta còn có các cấu uế đó, thì dù chúng ta sống bất cứ ở nơi nào, dù trên núi cao hay là nơi hoang vắng, tức là chúng ta vào các cái chú xứ hoang vắng chúng ta tu tập, thì cũng sẽ vẫn bị bất an ổn và cấu uế vẫn khởi lên. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta diệt trừ được tất cả cấu uế này đó, thì chúng ta có thể sống ở bất cứ nơi nào cũng được an ổn và cũng được người ta cung kính tôn trọng. Thì giống như cái bài kinh sợ hãi và khiếp đảm đó, chúng ta không có cấu uế thì chúng ta sống được yên ổn trong rừng sâu. Còn nếu như mà chúng ta còn cấu uế thì chúng ta sẽ có những sự sợ hãi. Và bài này cũng tương tự, nếu mà chúng ta còn mong cầu bất thiện thì chúng ta sẽ không được an ổn. Khi mà chúng ta dẹp trừ được tất cả những cái uế nhiễm bất thiện đó, thì chúng ta sẽ được an ổn bất cứ nơi nào và bất cứ thời gian nào. Thì đó là cái nội dung của cái bài kinh không uế nhiễm. Chúng ta dừng tại đây ha. Buổi sau chúng ta học cái bài kế tiếp. Để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và
sanh đều chọn thành Phật đạo.